Em thấy con Mai Anh là đứa nhiều chuyện nhất. Có mình nó để ý, chứ trước giờ có ai quan tâm đâu. Đúng, con đó là phải chị. Cỡ con mẹ cầm mà còn phải ngoan ngoãn với tụi em nữa mà. Làm cho nó im miệng đi. Nhưng mà cô... Ủa, Mai Anh, Dương. Mà giờ này cũng trễ rồi, con đến đây làm chi? Cô tưởng gì Lan về rồi chứ? Thì gì cũng tính về. Mà tại thấy người đàn bà này nè thì mới chạy theo canh cho dì Duyên đó chứ. Quân á là đứa có tài, mà nếu vì hoàn cảnh khó khăn mà nó phải bỏ học á thì thật là đáng tiếc. Con mà ơn bất bảy nhiều lắm. Người trong nhà không ơn nghĩa gì con. Hôm nay bác định đưa con cái này mà lu bu quá cái quên. Bác đã bàn với thằng Dương rồi, nó cũng đưa ra ý tưởng là phối họa tiết bóp hạt trong đó, nhưng mà chờ hoài không thấy cái bản phát thảo của nó. Mà chuyện này gấp lắm, thôi con làm luôn đi để kịp có bài dự thi. Ông Dương đúng là sáng tạo. Ôi có ít gì đâu con ơi, chờ nó tới bao giờ. Cái đầu óc thằng đó bây giờ nó bay bay đâu đâu á, mà chưa chắc là xài được nữa. Wow, đẹp quá ha. Trời ơi, anh Chỉnh sao mà bây giờ em nhìn không ra em luôn á. Đẹp quá chừng luôn nè. Anh Chỉnh hình nào á, sao không nói cho em biết vậy? Cô mới kêu tôi là gì ạ? Email này là của ở trường bên kia gửi. Họ nhắc chị chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ trước khi qua bản nhập học. Rồi những dự án từ thiện của chị thì sao? Chị đang cố gắng sắp xếp, nhưng có lẽ sẽ phải ngưng lại một số. Nhưng mà nhà này em cứ ở, coi như là em giữ nhà giùm chị. Anh định không làm gì sao? Anh để chị đi vậy hả? Bị gì vậy anh Quân? Sao vậy anh Quân? Anh Quân! Nè, cô chú!